Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm tra kiểm soát tại khu vực biển phía Tây đảo Phú Quốc, tàu cảnh sát biển 3002 thuộc Bộ Tư lệnh vùng cảnh sát biển 4 đã phát hiện hai phương tiện biển đang hành trình từ hướng Campuchia về Phú Quốc có dấu hiệu khả nghi vận chuyển người nhập cảnh trái phép. Qua kiểm tra của lực lượng cảnh sát biển, trên hai tàu có 5 thuyền viên. Các thuyền viên đều khai nhận là người Việt Nam làm việc tại khu vực cảng Con Công, Campuchia. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát, diễn biến phức tạp nên tìm cách nhập cảnh về Việt Nam qua đường biển, về Hà Tiên, Kiên Giang. Tổ công tác tiến hành lập biên bản, đồng thời dẫn giải các phương tiện trên về bàn giao cho đồn biên phòng cửa khẩu cảng An Thới, tiếp tục điều tra và tổ chức cách ly theo quy định.